Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Star Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức nổi bật có trong ngày. Rosé của Blackpink vốn dĩ nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, thon gọn, đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt thì đôi chân mảnh khảnh cao vút của cô nàng luôn được netizen suýt xoa khen ngợi. Đây là một lợi thế khiến cho Rosé gần như diện mẫu quần và mẫu giày nào cũng trở nên auto đẹp. Nhưng chỉ là gần như thôi nhé, bởi vì chuyện gì thì cũng có ngoại lệ. Chẳng biết vì lý do gì, tuy sở hữu đôi chân bé hạt tiêu nhưng main vocal của Blackpink lại cực ưu ái những mẫu giày ngoại cỡ khủng bố hạng nặng, có thể làm cho bất kỳ ai cũng phải giật nảy mình mà ré lên khi chẳng may bị dẫm chúng. Netizen hẳn đã rất lo lắng trong mỗi bước đi của Rosé. Dám cá thì cô nàng đã có những bước đi lênh khênh hết sức chật vật mà vẫn phải cố giữ thần thái nữ thần nhất có thể. Điều này không chỉ khiến nhiều ánh mắt ái ngại mà thi thoảng nó còn tạo nên sự bất cân đối trong tổng thể diện mạo của cô nàng. Những đôi giày quá khổ tạo cảm giác nặng như đeo đá, làm cho đôi chân vốn đã gầy guộc của Rosé trở nên yếu ớt hơn, mong manh hơn và thậm chí là kém đẹp đi đôi phần. Bên cạnh đó thì kiểu giày này còn dễ nuốt mất cả vóc dáng vốn mảnh khảnh của nữ nghệ sĩ, đôi chân bé nhỏ như chơi vơi trong đôi giày khủng bố nặng trịch. Mỗi bước đi với sức nặng ngàn cân của cô nàng khiến netizen lo lắng và hồi hộp. Dẫu vậy thì xét về màu sắc hay độ ăn nhập với set đồ thì cũng tạm ổn. Ở mặt này thì xin dành chút khen ngợi cho stylist cũng như bản thân nữ ca sĩ bởi cách mix và match vô cùng thời thượng và có gu, nhưng nên cân nhắc diện những đôi vừa tầm hơn cho nữ idol. Nhìn chung thì những đôi giày vẫn khá phù hợp với outfit của Rosé, chỉ có điều kích cỡ chưa phù hợp cho lắm. Chúng mình là Top Star Hàn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.